chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện thương hiệu của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của thương hiệu trà sữa Hasuti. Có bao giờ quý vị tự hỏi mình làm một việc nào đó vì điều gì hay chưa? Vì những người xung quanh, vì người thân hay vì chính mình? Chương trình hôm nay xin được mời quý vị cùng chia sẻ câu chuyện những hạt cacao nhưng không phải trên quê hương Trung Mỹ của nó mà trên chính mảnh đất của người Việt. Cái mong muốn của chúng tôi là giới thiệu cái cacao Việt Nam của mình ngon ra tới bạn bè khu vực và thế giới. Và nước ngoài làm được thì mình cũng sẽ làm được, vì mình đã có sẵn cái nguyên liệu ngon rồi. Thì mình chỉ cần cố gắng một chút thôi. Thấy cái nhu cầu trên thị trường chưa có nhiều cái thương hiệu sô cô la Việt, và với kinh nghiệm và cái kiến thức của mình thì mình tự tin có thể làm ra những thanh sô cô la ngọt từ hạt cacao Việt Nam. Đến với chương trình Câu chuyện thương hiệu kỳ này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Duy Thông, anh Trương Minh Thắng là đồng sáng lập của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em Cacao Việt Nam, thương hiệu Chocolate Tea Bros. Một món quà xin phép được mở quà ra xem nhé. Xin cảm ơn. Là từ thương hiệu Tea Bros của mình luôn. Có lẽ là cũng sẽ có rất là nhiều câu chuyện ở bên trong của những thanh sô cô la mộc mạc và giản dị như vậy. Cho nên là mình sẽ bắt đầu câu chuyện luôn ha. Và nói đến cacao á, thì như bản thân tôi hay là rất là nhiều người tiêu dùng sẽ nghĩ ngay đến những khu vực, đến những thị trường mà đã phát triển về lĩnh vực này rất là mạnh. Ví dụ như là châu Phi hay là châu Mỹ chẳng hạn. Vậy thì cái giai đoạn đầu tiên hai anh đã bắt đầu như thế nào? Hiện nay thì cacao được trồng rất là nhiều nơi trên thế giới. Và hạt cacao Việt Nam được đánh giá là một trong những hạt cacao ngon để làm sô cô la. Chính vì vậy nên mình quyết định là làm ra những thanh sô cô la và những sản phẩm khác từ hạt cacao Việt Nam. Thì mình đã có lợi thế là mình đang ở sát với cái vùng nguyên liệu quá tốt. Tự tin là mình có thể đóng góp và xử lý nó lên thêm một bước nữa. Là để làm ra những cái thanh sô cô la ngon á thì đòi hỏi cái hạt cacao phải có chất lượng thật là tốt. Yeah. Mẹ lên men làm ra thì hai anh em phải ngồi với nông dân cùng và chỉ ra những cái điểm chưa đạt và những điểm mà đạt được. Thì điểm đạt được là mình cố gắng mình duy trì, và điểm không đạt được là mình phải phân tích ngay lý do tại sao, và từ đó mình đưa ra cái biện pháp để các mẹ sau mình làm tốt hơn. Và chính cái sự kiên nhẫn và sự hợp tác tương tác tốt giữa mình và nông dân thì nó cho ra được những thành quả như ngày hôm nay. Thì đó là yêu cầu của mình. Nhưng mà bù lại thì công ty sẽ phải trả cho người nông dân với giá nói chung là cao hơn giá thị trường rất là nhiều. Và nhiệm vụ còn lại của nông dân là cố gắng giữ và nâng cao cái chất lượng của hạt cacao. Lúc đầu tôi giới thiệu là công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Em Cacao Việt Nam. Với cái tên này cũng có rất là nhiều thông điệp ẩn chứa bên trong đúng không ạ? Chữ anh em nó thể hiện cái sự gắn kết giữa những người trẻ và có ước mơ. Cái mong muốn là giới thiệu cái cacao của nước mình này ngon đến với bạn bè của khu vực và thế giới. Bây giờ mình sẽ nói rộng hơn một chút về Tea Brother đi. Cái tên thì hơi tiếng Anh một chút, hơi Tây hóa một chút đúng không ạ? Mà sản phẩm thì là sản phẩm của người Việt Nam mình. Ăn một chút cái dấu ấn cá nhân. Là chữ T là tên Thông với Thắng. Còn Brothers là Tea Bros là viết tắt của brother thôi. Với đúng cái tiêu chí là ngắn gọn mà cũng dễ đọc, dễ nhớ. Và nếu như mà mình có phát triển ra thị trường quốc tế thì Nó sẽ dễ được tiếp cận. Khi mà tôi muốn mua một thanh sô cô la nào đó để làm quà tặng, bước ra một trung tâm mua sắm nào đó thì phải nói là vài chục, thậm chí là cả trăm thương hiệu sô cô la khác nhau và với rất nhiều mẫu mã đa dạng. Vậy thì đối với Tea Brothers là một thương hiệu của Việt Nam thì mình đã có những tiêu chí nào để mang đến sự khác biệt cho người tiêu dùng? Sô cô la Tea Bros
là được làm hoàn toàn từ hạt cacao Việt Nam. Ừ. Và thứ hai nữa là chocolate Tivrot được công nhận chất lượng qua những cái giải thưởng quốc tế. Ừ. Và thứ ba là cái bao bì của chocolate Tivrot là được sản xuất thủ công, hoàn toàn thủ công và làm từ sơ dừa nước. Chọn được một chất liệu bao bì giữa hàng ngàn chất liệu như vậy thì có lẽ là đằng sau đó cũng cả là một câu chuyện dài. Anh có thể kể cho tôi và khán giả nghe được không? Ở thời gian đầu khi đưa sản phẩm mình vào Hội An, mình dùng một cái chất liệu giấy craft là giống tương tự như vậy. Thì là vô tình là gặp một anh họa sĩ tự do, người rất là đam mê về mỹ thuật và những cái mới trong nghệ thuật, thì nó mới thuyết phục mình là sử dụng giấy sơ dừa thử xem. Những ngày đầu tiên thì cái sản phẩm mà làm ra nó chưa có được như bây giờ đâu, thì nó cũng rất là khó thuyết phục anh em chúng tôi là chọn. Nhưng mà sau một vài lần thời gian mà cần phải thay đổi, cần phải có một loại bao bì thì gấp lắm rồi, thì anh em chúng tôi là mạo hiểm. Tại vì thực sự ra thì cái bao bì nó khá là mỏng và chất liệu nó cũng khá là lạ. Thành ra bên nhà in người ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Do đó lỗi thì liên tục. Thì cái vấn đề chỗ là quá cái deadline chúng tôi phải tung ra sản phẩm ra thị trường. Nhưng mà đó chúng tôi luôn luôn xung đột với bên nhà thiết kế, rồi bên cả nhà in, rồi tất cả đó nữa. Thì nói chung là ai cũng gặp khó khăn hết và ai cũng phải nỗ lực hết mình để có thể ra được sản phẩm được như vậy. Vậy thì đến giai đoạn hiện tại, khi mà tôi cầm được trên tay những thanh sô-cô-la được thiết kế với thủ công như thế này, thì hai anh đã tạm thấy hài lòng chứ? Về mặt cơ bản thì tất cả các sản phẩm vẫn đang trong quá trình phát triển thêm để mình tạo cái sự ổn định trong cái chất lượng và tăng cái sản lượng. Tại vì bây giờ cái hiệu quả trong sản xuất bao bì nó vẫn không cao và vấn đề hư bao bì thì vẫn xảy ra thường xuyên. Thì như mình chia sẻ đó thì chúng tôi phải cũng thường xuyên tung ra sản phẩm mới. Do đó cái vấn đề là cái bao bì thì cũng phải in liên tục và cũng gặp rất nhiều khó khăn. Còn một cái khó khăn nữa đó là khi mà cái sản phẩm này nó nằm trên kệ, rất nhiều khách hàng thấy lạ và cầm lên xem thì nó rất là dễ bị sơ sát. Thực ra nó cần được nâng niu nhiều hơn. Và có bao giờ anh nghĩ là mình sẽ thay đổi một chút về mẫu mã, về bao bì cho theo kiểu là sang trọng? Và nếu có chuyện đó thì chắc cũng bình thường thôi. Nhưng mà cho dù nó như thế nào thì nó cũng phải giữ được cái đặc trưng riêng và một cái yếu tố gì đó nó bản địa trong đó. Thank you.
vậy thì có bao giờ anh nghĩ là mình sẽ mạo hiểm một chút giữa việc vừa sản lượng mà vẫn đảm bảo được cái yếu tố là mình vẫn giữ được cái chất và cái hồn của doanh nghiệp của mình trong từng sản phẩm như thế này? Đất nước mình không có truyền thống làm sô-cô-la. Dạ. Thì mình chọn sô-cô-la để khởi nghiệp thì có thể đó là mạo hiểm rồi. Còn về vấn đề tăng sản lượng và phải kiểm soát nhiều hơn về phần chất lượng thì đó là sự cố gắng chứ không hẳn là mạo hiểm. Mình chỉ cần có thị trường tốt và mình có được nguồn đầu tư tốt, mình sẽ cố gắng để làm việc đó. Và đó là sự nỗ lực. Và mọi công ty đều phải phấn đấu tới đó. Nông dân thì là cũng là một phần trong cái chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Yeah. Và cái nhiệm vụ của mình á là phải làm hài hòa lợi ích giữa các bên. Yeah. Và khi mà mình thỏa mãn được, đáp ứng được cái sự hài hòa rồi á, yeah, thì cái việc mà gọi là để cho nó phát triển một cách bền vững, ổn định, yeah, được mình, được cho người nông dân. Yeah. Thì mình làm được việc đó thì mới có chuyện tình cảm giữa mình và nông dân, mới có sự trao đổi tiếp xúc để cải thiện. Bây giờ nếu như mà tôi muốn ra thị trường và chọn một thanh sô-cô-la để làm quà thì anh sẽ tư vấn cho tôi như thế nào? Trước hết đó, thì mình phải chọn cái sô-cô-la nha, gọi là làm từ hạt cacao. Mình nên như vậy. À. Tại vì nếu thành phần là chỉ là hạt cacao là chính thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Nhưng mà làm sao mình có thể biết được là cái sô-cô-la đó thì là 100% là hạt cacao? Mình sẽ xem trên bao bì. Phần. Tại vì thật sự là trước đây thì tôi nghĩ là sẽ có rất là nhiều khán giả cũng như là người tiêu dùng như tôi chú trọng vào yếu tố bao bì có đẹp hay không, bao nhiêu tiền và đến từ thương hiệu nào. Vậy thì khi mà chúng ta chế biến cacao 100% nguyên liệu là cacao như vậy á, thì nó có bị thay đổi cái vị, nó có một vị hay không? Sô-cô-la thì cái vị là cái hương vị nó, flavor nó thì nó phụ thuộc vào cái giống cây. Cái giống cây. Dạ, thì cái flavor tùy mỗi vùng miền thì nó có một cái những cái flavor khác nhau. Nó không hẳn là hoàn toàn là một flavor. Cho đó nó sẽ có những cái thuật ngữ như là single origin. Đó, thì bạn ăn cái sô-cô-la của vùng này nó sẽ khác với sô-cô-la vùng khác. Là cái hương vị sô-cô-la của mình khác biệt như thế nào so với những loại sô-cô-la khác? Cái sô-cô-la của mình nó làm từ hạt cacao Việt Nam thì chắc chắn nó sẽ có hương vị nó khác với những cái thanh sô-cô-la làm từ những cái hạt của những nước khác. Ví dụ như ở châu Mỹ hay châu Phi, có hương vị khác nhau. Tại vì cái hương vị nó phụ thuộc thứ nhất là giống cây, thứ hai là nó phụ thuộc vào cái thổ nhưỡng đất đai, thời tiết khí hậu và cái vùng miền và cuối cùng là vào kỹ thuật lên men của nông dân nữa. Và thì những yếu tố đó sẽ cấu thành lên cái hương vị của cái sô cô la. Cái vị đắng á là giống như một cái đặc trưng của cái sô cô la đen. Thì còn cái flavor đây mình nói, dụ như mình bạn ăn bạn sẽ cảm nhận cái hương trái cây hay là hương hạt đậu, những cái cảm nhận như bạn ăn đậu đó, hay là nghe vị hoa hay là vị mật ong hay là những cái vị đắc cát, ví dụ như vậy mình sẽ nghe có những cái mùi vị như vậy. Nếu đó là những cái thuật ngữ mà khi mà bạn ăn sô cô la đắc thì thực sự bạn sẽ cảm nhận. Ở đây mình nói là thuần đó. Còn nếu bạn ăn những cái sô cô la mà có những cái dòng mà người ta add cái flavor gọi là flavor dark chocolate thì thực sự nó là người ta bổ sung cái hương vị, thì có thể là hương nhân tạo hoặc là hương tự nhiên. Như vậy là nếu như mà có từ gọi là thưởng trà thì đối với sô-cô-la mình cũng phải thưởng thức và phải nhâm nhi chứ không thể nào mà ăn một thanh sô-cô-la trong một vài giây được. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ nếu như mà có kế hoạch cụ thể trong 2 năm nữa cho thương hiệu Tea Bros của mình thì hai anh đang có kế hoạch và dự định như thế nào? Trong 2 năm nữa thì có lẽ là thời gian cũng không có dài lắm đâu. Nó cũng sắp rồi. Thì tụi mình sẽ cố gắng nghiên cứu nhiều hơn để ra nhiều loại sô-cô-la mới, mang lại những cái hương vị, những cái kết hợp độc đáo hơn. Và cũng mong là nhiều cái lớp khách hàng mà thích sô-cô-la đó sẽ dễ bắt gặp mình trên thị trường hơn.
Ví dụ như bây giờ tôi muốn mua sô-cô-la của Tea Bros mình thì sẽ mua bằng cách nào đây? Thực sự thì trên website nó cũng có list một vài cái điểm bán tại những thành phố lớn, thì nó cũng có giới thiệu. Chỉ có thể là nó tham khảo. Và tôi cũng chúc cho câu chuyện thương hiệu của Tea Brother sẽ đúng như những kế hoạch mà chúng ta đã vạch ra, và không chỉ dừng lại ở thị trường Việt Nam của mình, bởi vì sô-cô-la cả thế giới đều biết đến và đều rất là quý. Thì tôi hy vọng là một ngày không xa, Tea Brother sẽ phát triển ở thị trường quốc tế nữa. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Câu chuyện thương hiệu kỳ này. Câu chuyện thương hiệu là hành trình của các doanh nghiệp đang xây dựng thương hiệu. Và chúng tôi, với tất cả sự động viên, luôn khuyến khích mọi cố gắng và nỗ lực trên chặng đường khốc liệt nhưng cũng đầy hoa hồng này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ Bảy hàng tuần lúc 20:45 trên kênh HTV Key. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với những câu chuyện thương hiệu mới.